Chào các em nha, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng, trang 152-153 sách giáo khoa môn toán lớp 5. Rồi, và như thường lệ thì các em đã sẵn sàng tâm lý để chúng ta tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì thầy mời các em, ta cùng vào bài thứ nhất nha. Chiu. Bài thứ nhất, thầy yêu cầu ông ta viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau. Người ta cho ông ta một cái bảng đơn vị như thế này. Và ở đây còn trống rất là nhiều các cái ô. Đó. Vậy thì yêu cầu chúng ta phải viết cho đủ các cái ô này. Và cái bảng này thì có một cái ký hiệu ở trên, hàng ở trên. Và đây là toàn bộ là quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau. Đó. Vậy thì để mà hoàn thành được những cái này thì chúng ta phải điền được ký hiệu này trước. Chúng ta để cả mét. Để cả mét này lùi lại đến gì? Hectomet đến gì? Km đúng không? Để cm sẽ đến cm và mm đúng không? Rồi chúng ta sẽ có cái dữ kiện đó. Rồi. Ở đây tôi yêu cầu chúng ta điền các quan hệ, vậy thì ví dụ quan hệ giữa km với hectomet là như thế nào? Đó. Tiếp theo thì hectomet này thì với km, với decamet vân vân. Đó thì chúng ta phải điền được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền cái cột thứ nhất là km. 1 km thì sẽ bằng bao nhiêu hectomet nhỉ? Ui giời, cái này quá đơn giản, bằng đi 10 hectomet. Rồi, vậy thì 1 hectomet sẽ bằng bao nhiêu decimet? Decamet. 1 hectomet sẽ bằng 10 decamet. Và 1 hectomet này sẽ bằng gì? Đây, 1 km thì bằng 10, vậy thì 1 hectomet thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 1 phần 10 hay là 0,1 km. Rồi, tương tự như vậy. 1 decamet thì sẽ bằng bao nhiêu mét nhỉ? Bằng 10 mét và sẽ bằng 0,1 hectomet. Rồi, cột mét này người ta đã cho sẵn các dữ liệu rồi. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì cột decimet các bạn tự làm được không? Quá dễ, đúng không? Rồi, các bạn hoàn thiện nha. Rồi, thầy chỉ chiếu ra đây thôi, các bạn hoàn thiện và so sánh với kết quả của mình. Rồi, 1cm thì bằng 10mm và bằng 0,1 deci. Rồi, 1mm thì sẽ bằng 0,1cm. Ok. Được chưa? Rồi, chúng ta sang bài B. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau. Yêu cầu chúng ta, đây là đơn vị đo độ dài, tiếp theo là đơn vị đo khối lượng. Rồi. Cũng giống như ở đơn vị đo độ dài thì người ta cũng cho ông ta ký hiệu. Rồi cũng có các dữ kiện thuộc km này trước rồi. Bây giờ yêu cầu ông ta hoàn thiện. Vậy thì các bạn sẽ hoàn thiện ở cái đầu tiên, 1 tấn thì sẽ bằng bao nhiêu tạ nhỉ? Bằng bao nhiêu? Rất nhiều bạn rất giỏi. 10 tạ. Rồi, tương tự 1 tạ. Là một tạ chúng ta sẽ tìm hiểu quan hệ của nó với yến, với tấn. Rồi thầy làm mẫu nha. Một tạ sẽ bằng 10 yến và bằng 0,1 tấn, hay là bằng 1 phần 10 tấn thì cũng vậy nha. Bằng 1 phần 10 hay 0,1 thì cũng vậy thôi. Rồi tương tự một yến thì sẽ bằng 10 kg và bằng 0,1 tạ. Rồi còn kilogram, hectogram, decagram và gram thì các bạn tự làm coi. Rồi, hectogram các bạn tự làm nhá. Rồi, các bạn tự hoàn thiện thầy coi nào. Tự các bạn hoàn thiện đây. Các bạn đã hoàn thiện xong chưa? Xong rồi đúng không? Rồi, ta hãy so sánh kết quả với thầy coi. 1 hectogram thì bằng 10 decagram.
và sẽ bằng 0,1 kg. Rồi bây giờ 1 decagram sẽ bằng 10 gram và bằng 0,1 hectogram. Rồi tương tự 1 gram thì sẽ bằng 0,1 deca. Rồi xong. Như vậy thì ở câu A và câu B là chúng ta đã hoàn thành cái bảng số liệu như thế này, được chưa? Rồi các em lưu ý ở đây thì chúng ta có thể là gì, điền theo dạng phân số, tức là bằng 1/10 cũng được, hoặc là gì 0,1 như thế này cũng được, tùy theo các em. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ sang câu C, yêu cầu cái gì? Câu C người ta yêu cầu chúng ta trong bảng đơn vị đo độ dài hoặc bảng đơn vị đo khối lượng. À, người ta sẽ yêu cầu chúng ta, hỏi chúng ta là gì, cái đơn vị liền kề đây này cách nhau là như thế nào. Đó, vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy đây tất cả đều là gì, cách nhau là 10 hết, kể cả ở đơn vị đo độ dài nhẫn đơn vị đo khối lượng, đúng không? Và vậy chúng ta sẽ có kết luận gì, đơn vị lớn sẽ gấp 10 lần đơn vị bé liên tiếp. Đó, đúng chưa? Rồi vậy thì cái đơn vị bé liên tiếp thì sẽ bằng bao nhiêu? 0,1 hay bằng gì, 1/10 đơn vị lớn tiếp liền, đúng không? Rồi vậy thì đấy chính là đáp án của câu C, được chưa các bạn? Rồi chúng ta sang bài số 2 nha. Bài số 2 yêu cầu viết theo cái mẫu. Rồi người ta có cho chúng ta một cái mẫu 1 mét thì bằng 10 dc bằng hỏi chấm cm bằng hỏi chấm mili. Rồi bây giờ yêu cầu chúng ta hoàn thành. Như vậy thì đây nó đúng là của nó phải gì, liền nhau như thế này. Nhưng mà thầy tách ra cho các bạn sẽ thấy nha. Rồi chúng ta có 1 km thì bằng bao nhiêu mét nhỉ? Ui dạ ôi, cái này thì quá dễ rồi. 1 km bằng 1000 mét. 1 kg thì bằng bao nhiêu gam? Mấy cái này thì không phải nói nhiều nha, chúng ta đã học bảng đơn vị đo khối lượng rồi, vân vân rất là nhiều rồi. Rồi 1 tấn thì bằng 1000 kg. Rồi tương tự như vậy thì câu B chúng ta sẽ viết theo mẫu 1 mét thì bằng 1/10 decamet và bằng 0,1 decamet. Rồi và ở đây chúng ta ở đây là dạng gì, biểu diễn dưới dạng phân số, đây dạng biểu diễn dạng số gì, số thập phân thôi, khác nhau một tí đó thôi. Và vậy thì người ta cho chúng ta 1 mét thì bằng bao nhiêu km nè, 1 mét này bằng bao nhiêu km, à bằng bao nhiêu nhỉ, bằng 1/1000, à 1 mét nè, đây là 1 km thì bằng 1000 mét. Vậy thì 1 mét thì nó sẽ phải bằng gì, 1/1000. Đó, đây là dạng phân số và biểu diễn sang số thập phân thì nó sẽ bằng gì, 0,001 đấy, phần nghìn, đúng không? Rồi tương tự như vậy, 1 gram với kg đây có đây rồi, đúng không? 1 kg với 1 tấn có hết rồi. Vậy thì các bạn quá dễ dàng để chúng ta hoàn thiện cái này, đó chính là gì, 1 gram bằng 1/1000 kg và sẽ bằng 0,01. Rồi cũng như vậy thì 1 kg sẽ bằng 1/1000 tấn và bằng 0,001 tấn. Rồi chưa, một bài số 2 quá đơn giản nha. Khi chúng ta đã làm hoàn thiện được bài số nhất thứ 1 rồi, bài 2, bài 3 thì quá đơn giản chúng ta thôi. Rồi xem bài số 3 có gì khó khăn không. Sang bài số 3. À, bài số 3 yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm theo cái mẫu của họ. À, họ có một cái mẫu, mẫu đó là 5285 mét thì họ sẽ bằng 5 km, 285 mét và bằng 5,285 kg. Rồi giờ chúng ta có một cái mẫu như thế này, sẽ cho chúng ta 1827 mét. Vậy giờ km này, chúng ta biết là 1 km này thì bằng 1000 mét. Vậy thì đây có 1827. Vậy chắc chắn đây chúng ta sẽ có là 1 gì? 1 km, đúng không? Ở bao nhiêu? 827 gì? 827 mét. Và chúng ta có thể
Viết gọn lại nó sẽ bằng gì? 1,827 km đúng không? Đấy. Rồi tương tự như vậy thì các câu tiếp theo các bạn tự làm nhá, thầy đếm trong hai đốt nhạc thôi. 1 2 1 2 1 2 dừng. À thôi được rồi, đếm lại nhá. 1 2 rồi các bạn dừng và các bạn quan sát nhá. Như vậy thì 2063 sẽ bằng 2 km, 063 m, và viết bằng 2,063 km. Rồi đây sẽ bằng 0 km và 702 m, và bằng 0,702 m. Rồi chúng ta sang câu B. Cũng tương tự như vậy thì ở câu B chúng ta sẽ có 34 dm, chúng ta đổi ra bằng bao nhiêu mét dm? 34. Ta ở bài số 1 ta biết được thì 1 mét với dm, rồi dm với mét rồi, đã quan hệ rồi. Vậy thì quá đơn giản, sẽ bằng 3 m 4 dm, và sẽ bằng 3,4 m, được chưa? Rồi, ui xa, thôi câu B thì chiếu nha, không đếm gì nữa nha. Đó. Các bạn quan sát xem và so sánh kết quả có bạn nào sai không, được chưa? Rồi câu C các bạn tự làm nha, thầy không đếm không gì nha, được không? Ui lại phải đếm nữa à? Câu C dễ như là chơi liên quân đấy nha. Đó, có nhiều bạn nói gì dễ hơn cả chơi liên quân. Rồi câu C là quan hệ giữa gì, gam với kg thôi. Cái này thì 1 kg thì bằng 1.000 gì, 1.000 gram. Vậy thì đây 6.258 thì chắc chắn đây phải là số 6 kg, 258 gì gram, và sẽ bằng 6,258. Rồi tương tự quá dễ rồi, không phải nói năng gì nhiều. Ok, được chưa? À, như vậy thì đến đây tạm biệt các em thân yêu, tạm biệt các em thân yêu, hẹn ở video tiếp nhé, 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 bye bye, chào các em nha.